mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tuyết Mai rất vui được là người đồng hành cùng quý vị và các bạn trong bản tin chiều nay. Bản tin của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV. Bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Sáng nay, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến với thành phố Hà Nội và hai tỉnh Hưng Yên, Hà Tĩnh về tiến độ chuẩn bị lễ dâng hương các đại danh y và kỷ niệm ngày truyền thống y dược cổ truyền Việt Nam. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo kế hoạch, ngày 13 tháng 1 âm lịch, lễ dâng hương diễn ra tại quần thể di tích Hải Thượng Lãn Ông Liễu Trác ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, ngày 15 tổ chức tại Y Miếu ở thành phố Hà Nội và khu di tích tại xã Lưu Xá, huyện Yên Mỹ. Hiện tỉnh Hưng Yên đã xây dựng kế hoạch tổ chức lễ dâng hương một cách chi tiết cụ thể về các khâu tổ chức, trang trí khánh tiết, đảm bảo an ninh trật tự, hậu cần. Các sở ngành huyện Yên Mỹ cũng tích cực phối hợp với Bộ Y tế chuẩn bị đầy đủ các nội dung để đề nghị UNESCO công nhận Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là danh nhân văn hóa thế giới. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023, toàn tỉnh Hưng Yên có 1.156 đảng viên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng huy hiệu từ 30 năm đến 75 năm tuổi đảng. Trong đó có 6 đảng viên được tặng huy hiệu 75 năm tuổi đảng, 9 đảng viên được tặng huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 3 đảng viên được tặng huy hiệu 65 năm tuổi đảng. Còn lại là các đảng viên được tặng huy hiệu 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi đảng. Riêng đối với các đảng viên 75 và 70 tuổi đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều phân công các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tới thăm và trực tiếp trao tặng huy hiệu cho các đảng viên. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng trao tặng các đảng viên có quá trình cống hiến lâu dài cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại cuộc kiểm tra của Thủ tướng Chính phủ đối với dự án đường Vành Đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, vừa qua Ban chỉ đạo triển khai dự án của thành phố Hà Nội cùng hai tỉnh là Hưng Yên, Bắc Ninh đề xuất nâng chiều rộng các cây cầu qua sông Hồng, sông Đuống thêm 7 mét so với phương án nghiên cứu trước đó. Theo đó, hai cầu Hồng Hà, Mễ Sở qua sông Hồng thuộc Hà Nội, Hưng Yên và cầu Hoài Thượng qua sông Đuống thuộc Bắc Ninh được đề nghị nghiên cứu theo phương án mặt cắt ngang lên 24,5 m, trong khi báo cáo nghiên cứu tiền khả thi là 17,5 m. Việc mở rộng cầu nhằm đảm bảo 4 làn xe cơ giới và mỗi bên bố trí một làn đường phục vụ xe máy, xe thô sơ qua cầu tạo điều kiện đi lại cho nhân dân. Ba địa phương cũng đề xuất Chính phủ một số nội dung liên quan đến thiết kế đối với dự án thành phần 3 xây dựng đường cao tốc trên cao như thiết kế các nút giao liên thông, nhánh lên xuống trên tuyến, nút quy hoạch toàn tuyến. Đề xuất xây dựng 2 trạm dừng nghỉ, trong đó một trạm tại huyện Thanh Oai, Hà Nội và một trạm tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Ngày 30 tháng 1 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 07 giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo đó, giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 1 năm 2023. Theo Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, Cục Hải quan Lào Cai, dịp nghỉ Tết Quý Mão 2023, trong 7 ngày nghỉ Tết, Chi cục giải quyết thủ tục cho 263 tờ khai với tổng lượng hàng hóa 9.000 tấn, tổng kim ngạch gần 3,6 triệu đô la Mỹ. Trong đó, hàng xuất khẩu chủ yếu là thanh long, chuối, mít, xoài, hàng nhập khẩu chủ yếu là quýt, ớt, nho, lê, cải thảo. Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã bố trí đủ nhân lực để đảm bảo thông quan hàng hóa kịp thời. Lào Cai là cầu nối cửa ngõ không chỉ của Việt Nam mà cả các nước ASEAN với thị trường Vân Nam và miền Tây Nam Trung Quốc. Tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu năm 2023 giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 5 tỷ đô la Mỹ, tăng gấp đôi so với năm 2022. Ngày 30 tháng 1 năm 2023, bệ thờ Đất Nung đền An Xá niên đại khoảng thế kỷ thứ 16 hiện lưu giữ tại đền An Xá xã An Viên, huyện Tiên Lữ được Thủ tướng Chính phủ phê quyết định công nhận là bảo vật quốc gia. Bệ thờ Đất Nung đền An Xá hiện đang được đặt tại gian giữa tòa hậu cung của di tích.
bề cao toàn bộ 135 cm, dài 290 cm, rộng 106 cm, được chia làm 4 phần: mặt bệ, đài sen, thân bệ, chân bệ và đế bệ, có niên đại khoảng thế kỷ thứ 16. Đây là một trong số không nhiều loại hình hiện vật tiêu biểu về nghệ thuật chạm khắc đất nung hiện còn khá nguyên vẹn trong các di tích gắn liền với văn hóa đạo giáo còn lại ở nước ta đến nay, có giá trị về lịch sử, về văn hóa nghệ thuật đặc biệt to lớn trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam. Như vậy, đến nay tỉnh Hưng Yên đã có 7 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia. Trong những ngày đầu năm Quý Mão, hàng vạn du khách đã đổ về chùa Tam Chúc Hà Nam để du xuân. Khu vực bán vé, du thuyền và xe điện tại chùa Tam Chúc luôn chật kín khách. Ban quản lý chùa đã tổ chức hơn 10 điểm tư vấn bán vé nhưng không có nhân viên phân luồng, dẫn đến tình trạng du khách nhốn nháo chen lấn. Mỗi lượt có thể mất 10 đến 15 phút xếp hàng mới mua được vé. Các bãi xe quanh chùa luôn trong tình trạng chật cứng xe. Giá vé du thuyền và xe điện năm nay dao động từ 200.000 đến 290.000 đồng một lượt. Bên trong nhà chờ tấp đập du khách xếp hàng để lên tầng trên lấy số và đợi tới lượt ra thuyền. Lối ra thuyền được bố trí hàng rào cao, điều tiết dòng người chặt chẽ, nhiều nhân viên trực để hướng dẫn du khách. Trên mỗi vé du thuyền đều có mã QR giúp việc kiểm soát thông qua hệ thống, quét mã thuận tiện và nhanh chóng. Liên quan đến sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm tại thành phố Hà Nội, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện sai phạm xảy ra tại trung tâm đăng kiểm 2915D thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Hà, địa chỉ ở xã Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội. Ngày 30 tháng 1, Công an huyện Thường Tín, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 bị can, gồm Đinh Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Hà, Phạm Chí Công, Giám đốc trung tâm đăng kiểm 2915D, Đỗ Tiến Đức, Trần Văn Điểm và Lưu Thị Hà, là nhân viên nghiệp vụ để điều tra các sai phạm tại trung tâm đăng kiểm 2915D. Theo điều tra ban đầu, các bị can có hành vi nhận tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng từ chủ phương tiện đến đăng kiểm để bỏ qua các lỗi như hệ thống phanh, khí thải không đảm bảo nhưng vẫn tiến hành đăng kiểm. Tính từ ngày 8 tháng 1 đến ngày 13 tháng 1, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã phát hiện sai phạm tại 10 trung tâm đăng kiểm nằm ở các địa bàn Thanh Oai, Sơn Tây, Trung Mỹ, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Trì, Nam Từ Liêm. Tổng số tiền thu lời bất chính trong chuỗi vụ việc này khoảng hơn 20 tỷ đồng. Ngày 30 tháng 1 vừa qua, một vụ đánh bom liều chết xảy ra tại một đền thờ Hồi giáo ở thành phố Peshawar, miền Tây Bắc Pakistan, khiến ít nhất hơn 80 người thiệt mạng. Vụ đánh bom liều chết xảy ra tại đền thờ Hồi giáo nằm trong khu tổ hợp có trụ sở cơ quan cảnh sát tỉnh và một phòng cảnh sát chống khủng bố của thành phố. Tại thời điểm vụ nổ xảy ra, có khoảng 260 người đang tham gia cầu nguyện tại đền thờ, trong đó có nhiều nhân viên cảnh sát. Hiện số người thiệt mạng trong vụ tấn công liều chết đã tăng lên con số 83 người và khoảng hơn 150 người bị thương. Trước đó trên mạng xã hội, một chỉ huy của lực lượng Taliban tại Pakistan đã nhận là thủ phạm của vụ tấn công đẫm máu. Nhánh của lực lượng Taliban tại Pakistan hoạt động tại quốc gia Nam Á trong 15 năm qua. Đây là một nhóm khác nhưng có quan hệ với lực lượng Taliban tại Afghanistan. Một nữ vận động viên xe đạp người Pháp vừa qua đã đặt chân tới Ấn Độ sau hành trình đạp xe đạp kéo dài gần 2 tháng của mình để kêu gọi mọi người hãy nâng cao nhận thức về tình trạng sói mòn đất trên toàn cầu. Tay đua xe đạp 50 tuổi người Pháp Nathalie Massé đã bắt đầu chuyến hành trình của mình vào ngày 21 tháng 6 và đặt chân đến Ấn Độ vào ngày 28 tháng 1 vừa qua. Cô được tôn vinh tại Ấn Độ sau khi đã hoàn thành chặng đường khoảng 8.000 km đi qua 10 quốc gia để truyền tải thông điệp về bảo vệ môi trường, chống xói mòn đất. Trên toàn thế giới, 52% diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi suy thoái đất. Suy thoái đất tác động tiêu cực đến khoảng 3,2 tỷ người trên toàn thế giới. Các cơ quan nhân đạo cho rằng việc đáp ứng lương thực cho dân số ngày càng tăng sẽ gần như không thể nếu thế giới không chăm sóc tốt hơn cho các loại đất đang bị thoái hóa một cách nhanh chóng. 53 năm sau khi được ra mắt với vai trò là máy bay chở khách, kỷ nguyên của những chiếc Boeing 747, biểu tượng của dòng máy bay có biệt danh Nữ hoàng bầu trời đang khép lại. Theo thông báo của hãng Boeing, chiếc Boeing 747 thương mại cuối cùng được giao cho hãng hàng không Atlas Air trong phiên bản chuyên cơ vận tải vào ngày 31 tháng 1. Boeing 747 được thiết kế vào cuối những năm 1960
để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách. Mũi và tầng thứ hai của chiếc máy bay phản lực thân rộng, hai lối đi, đã trở thành không gian giải trí sang trọng nhất trên thế giới, trên không. Bên cạnh đó, những hàng ghế dài vô tận phía sau thân máy bay đã trở thành một điểm đáng chú ý và làm chuyển đổi hành trình của chiếc Boeing 747. Đến đây, thời lượng bản tin 18h30 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai.